Cú xin chào các bạn nhé, thì hôm nay là thứ tư rồi, có mốc nạp. Thì nếu như mà bạn nào cần nạp mốc ngày hôm nay, hay là các bạn cần bán hộ nick, hay là các bạn cần tìm nick Gunnymobi, thì các bạn liên hệ với Cú nha. Hiện tại thì bên Cú vẫn còn vài nick với giá dưới 1 triệu khá là ok. Tầm trước thì không có, nhưng mà tầm này thì có vài nick nha. Thì nếu như mà bạn nào đang tìm những cái con ạc giá mềm thì các bạn liên hệ với Cú. Ngoài ra thì những con ạc mà giá cao hơn một tí xíu thì cũng có nha mọi người, tùy theo các bạn muốn tìm mức độ nào. Nếu như mình có sẵn thì mình sẽ cho các bạn tham khảo, còn nếu như không có thì mình cũng có thể tìm hộ cho các bạn ha. Thì trước tiên vào video thì Cú cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ mình tối hôm qua, nhất là những bạn server mới 680 ấy, ủng hộ rất là mạnh tay, và tất cả những bạn sáng nay đã ủng hộ mình live ra mốc thứ tư ngày hôm nay ha. Thì bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại con ạc level 40 này để làm cái video giải ngôi sao sớm cho các bạn xem. Thì chúng ta đã sử dụng hết cái set thú rồi, thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ sử dụng con chó nha mọi người. Ngày mai thì Cú cũng không biết là còn cái set con vật nào khác 4 ngày qua mình làm không. Thì hôm nay là ngày thứ 5 rồi hết các bạn. Thì Cú vẫn sử dụng cho mình là combo bét rồng và Kara. Thì đây là một cái combo mà hầu như là rất là nhiều anh em sử dụng. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta gặp phi tiêu và cả vượng hoàng thì cũng rất là khó sống nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Hiện tại thì rơi xuống hạng 10 rồi các bạn. Cú không biết là nó còn ghép cho mình gặp những cái bạn yếu hay không ấy, nhưng mà Cú nghe bạn Sake nói là hình như là nó không có cho chúng ta xếp với những bạn yếu nữa, mà hình như nó xếp cho chúng ta cân cân và ngang nhau ấy mọi người. Thì trong thời gian mà chờ đợi thì Cú sẽ ngưng video, khi nào gặp người thì Cú sẽ quay tiếp cho các bạn để tránh mất thời gian ha, và các bạn cũng sẽ xem được nhiều trận hơn. Đây các bạn, thì sau khi mà Cú nằm chờ mòn mỏi luôn tầm khoảng 5 phút thì mới gặp được một bạn nha mọi người. Toàn phết đi. Thì bây giờ là mình sẽ sử dụng một pha full dam luôn. Vị trí của mình đến vị trí bạn ấy là 12 góc nha mọi người. Thì đây là một pha bạo kích và hạt nhân, rất chuẩn xác các bạn. 55k máu và đã cướp đi khá là nhiều lượng máu của đối thủ của chúng ta. Hầu như là cháy máu bét rồng và cả máu nhân vật nữa. Hôm qua thì mình cũng bị một bạn cũng chạy y chang vậy đó, và cái kết quả của mình là cũng sắp mặt như thường nha mọi người. Thì bây giờ là một pha hạt nhân và liên kích toàn phết nha. Rất là mạnh luôn các bạn. Hơi bị xui nha. Thì đây là một pha kiểu như là một ăn hai thua của đối thủ ấy. Tại vì khi mà các bạn bị một pha quá bất ngờ và gần kết thúc thì hầu như là các bạn bị nản rồi, và chúng ta sẽ sử dụng full dam để nhận được toàn rồi, gặp ngay ông khách các bạn. Bây giờ hả, bắn tua thì không được, mà bắn hả win thì mất khách. Để xem như thế nào. Thì đây là một trong những anh khách ủng hộ Cú mốc 5 triệu rất là nhiều nha. Và cũng có cái duyên là mình giao dịch trung gian cho anh ấy được một vài lần, và kèm với đó là mốc 5 triệu thì cũng được 2-3 lần thì phải. Bây giờ là Cú sẽ bay lên vị trí bên trên ha các bạn. Thì đây là một pha full dam và bow. Thì kỳ này sau pha full dam và bow thì có cả một pha thần báo nữa nha mọi người. Ok. Một pha ném skill bet kèm với đó là ngọc liên kích, khá là ok luôn. Thì bây giờ là tiểu thúy đã bị phong ấn rồi. Để Cú nhớ coi phải ạc này không ta. Hình như hôm trước Cú nạp mốc là Cú cũng quên rồi các bạn. Thật sự không nhớ. Nếu như mà đúng anh thì hãy vào comment video của em nhé. Thì tiếp tục đây là một pha băng, chắc là để bay lên đào xuống ấy các bạn. Tại vì vũ khí búa thì lượng sát thương của nó sẽ không bằng Kara là cái đầu tiên. Nhưng mà nếu như các bạn, nó cũng có lợi thế là các bạn có thể đào tốt và kèm với đó là bao một tia. Thì từ xa là các bạn sẽ có lợi thế hơn so với Kara nha. Bây giờ thì chắc là anh ấy sẽ kiểu như là câu hạt nhân ấy mọi người. Bài lắm nha. Chắc là câu hạt nhân, hy vọng là đừng chạy hạt nhân nha. Chứ nếu không là mới ván đầu tiên sau ngày nào Cú cũng xui phết đấy mọi người. Những cái ván đầu tiên là auto bị sấp mặt luôn.
thì đây là một pha đào kèm với đó là ngọc bảo kích. Vị trí của cú đứng thì nó cũng khá là dày nha các bạn, cho nên là việc đào từ xa thì sẽ gây rất là khó khăn đối với đối thủ của chúng ta. Đấy, một pha bay đi vào lòng người luôn. Bây giờ là ngựa ngựa bay lên đây rồi, không thấy gốc nữa các bạn. Thì đây là pha full dam và bow nha. 6.700 máu cho những pha rig đầu tiên thì cuối cùng cũng đã kết thúc được Tiểu Thúy. Hình như Tiểu Thúy lực chiến cũng rất là mạnh nha mọi người, tầm khoảng gần 300k. Bây giờ là cảm giác cú bị bất lực ấy mọi người, không biết là mình có giữ được top 8 cho đến khi chốt top hay không. Nhưng mà nói chung nếu như mà được giữ top 8 thì cũng tới cái bầu ngôi sao thôi, chị cũng không còn bắn được cho các bạn xem nữa. Nhưng mà nếu như mà vị trí các bạn nằm trong top 8 thì các bạn sẽ nhận được một viên đá khảm đỏ 10, 20 búa ma và kèm với đó là một tí xíu vàng. Nhưng mà những thứ đó thì đối với những cái nick mà trên bảng xếp hạng này thì các bạn nghĩ đi, như là cọp ăn bò mắt thôi. Cho nên là việc mà giao lưu với nhau vui vẻ là một cái điều quan trọng nhất. Và đây là một trong những cái cơ hội để cho những bạn 40 mạnh mẽ gặp nhau ở trong đây. Tại vì thường thường đi sảnh thì không có đồng điệu giờ, và kèm với đó là muốn solo thì cũng rất là khó. Khác server thì không có solo được nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục bấm ngưng chứ hút thời gian quá mọi người, khá là tốn luôn ấy. Đây, sau vài phút chờ đợi thì chúng ta vẫn tiếp tục là gặp anh Tiểu Thúy nha. Cái ảnh có lụm ở đâu cái nón tai thỏ khá là xinh trai nhờ. Thì đây là một pha băng, chắc là sang để đào nữa đấy mọi người. À, một pha băng và sau pha full dam đầu tiên thì hầu như là không mít nha các bạn. Thì đây là một pha bay khá là chuẩn xác luôn. Tiếp tục là một pha full dam và bow nhưng mà không rig nha mọi người. Thì cái pha khi nãy là anh ấy bắn trúng mình, nhưng mà do là mình chạm thành ra nó bị lỗi quay ấy các bạn. Thì mọi người thông cảm cho pha đó ha. Thì pha đó là ảnh bắn trúng cú một tia và mít nha mọi người. Bây giờ thì cú sẽ ném một cái xin bét và cả ngọc thần báo nữa mọi người, toan phết nhờ. Đấy, bây giờ thì anh Tiểu Thúy đã bị phong ấn nha mọi người, khá là cay luôn. Khi nãy thì có bà ở gần nhà kêu mình lấy cơm cho gà nữa mới toan chứ các bạn. Đang làm video nhưng mà không thể trả lời được, phải bấm ngưng lại rồi mới trả lời, thành ra là nó bị mất đi một khúc nha. Thì đây là một pha ném chai kèm với đó là ngọc hạt nhân. Thì đây là một pha ôm nhau nha các bạn. Không biết là full dam thì có chết hay không nữa đây các bạn ơi. Lo quá. Toan rồi, không biết là có bị chết chùm hay không nữa đây. Thì hy vọng là không bị chết chùm nha. Khá may mắn cho cú khi mà không có bị rơi chung. Chứ nếu không thì chúng ta bị mất đi một ván win rồi ha mọi người. Thường thường thì cú làm video thì cú sẽ ngồi ở phía sau nhà ấy các bạn, ngồi ở gần, ngồi nói chung thì có võng đàng hoàng, nhưng mà gốc chuối thôi. Cho nên là những cái người xung quanh ở gần nhà thì ở vườn mà gần gần nhau thôi. Cho nên là việc họ kêu thì mình cũng phải trả lời chứ các bạn, ngồi nói y như mắc bố vậy đó. Nhiều người họ không biết. Ván này thì chúng ta gặp GN nha. Thì đây là một pha cú bị văng ra ngoài rồi các bạn. Khá là đáng tiếc nhờ. Vào lại là chúng ta lại rồi toan luôn. À, vẫn còn trong trận đây các bạn. GN rất là mạnh nha. Và hình như là anh ấy bung map hay sao ấy, cú gặp thì toàn cảnh cứng thôi các bạn. Đã chúng ta bị ăn hạt nhân rồi mà bây giờ chúng ta còn bị ăn cả cái phong ấn nữa mọi người. Đúng là đen phết ấy.
Bây giờ là chỉ hy vọng là chúng ta chạy ngọc thôi, chứ không có đường nào mà để chúng ta thắng được nữa rồi mọi người ơi. Bây giờ hy vọng là chạy hạt nhân bạo kích nha mọi người. Thì đây là một pha bao chạy liên kích thôi, nhưng mà liên kích thì không ăn thua đâu, tại vì cây máu của anh ấy còn khá là dày, còn nguyên quẹn luôn các bạn. Khá là xui. Cứ tiếp tục mà gặp toàn tốp như thế này thì chúng ta bị vả sấp mặt đấy mọi người. Tiếp tục là gặp ZN chứ. Thì đây vẫn là một cái kính chắc chắn là ZN bung map rồi mọi người ơi. Toàn phết nhờ. Kiểu mình không muốn bắn luôn ấy, nói thật ấy. Tại vì mình khá là yếu, cho nên khi mà gặp một đối thủ mạnh mà ở cảnh cứng thì chả có gì để chơi đã. Kiểu như là đam qua đam lại thôi. Thì đây là một pha băng. Cú sẽ sử dụng full dam nha các bạn. Không rít luôn mọi người. Toang rồi. Thì đây là một pha full dam và bow của ZN. Không có ngọc nào chảy ra cả các bạn, nhưng mà rít khá là nhiều nha. Thì bây giờ là chúng ta sẽ ném một pha bet và sau đó chắc chắn cũng sẽ là một pha full dam. Thì hy vọng là may mắn sẽ chạy thêm ngọc gì đó để chúng ta có cơ hội nha. Có động lực hơn cho ván sau nha mọi người. Thì đây là một pha full dam và bow của cú. Nhưng mà vẫn không có ngọc gì xảy ra cả các bạn, khá là chán ấy. Khá là xui luôn ấy mọi người. Nếu như mà chạy được một cái ngọc là chúng ta sẽ giải quyết được hết tất cả luôn. Bây giờ là chúng ta đang bị tụt hạng khá là trầm trọng, khi mà chúng ta cứ bị liên tục gặp những bạn khá là VIP nha. Toàn rồi. Hả, mình đào là miễn kháng mà mình bị người ta đào là auto không miễn kháng nha các bạn. Khá là đen. Xui. Không lẽ là cú phá bỏ luôn, nghỉ đua top luôn chứ, thật sự rất là chán rồi đấy. Cái trình độ của mình tính tên các kiểu mọi thứ đều thua mọi người, rất thua các anh này rất là xa luôn, nói thật. Tuy là các bạn cảm thấy cú bắn chuẩn ha, nhưng mà về cái trình độ mà để bắn tên các kiểu ấy, nó rất là gà các bạn. Bây giờ lại còn bị phong ấn nữa, cơ hội để win mà nó cũng xếp cho chúng ta vào khá là xui nữa. Thật sự cũng không biết nói như thế nào luôn. Các bạn thấy rõ ràng là chúng ta khá là đen hơn so với mọi người.
thua nhiều cái mà mình thật sự mình không hiểu nổi luôn ấy các bạn. Nhưng mà cũng gán để đu bám theo, tuy là không hay nhưng mà các bạn cũng đừng chê nhé. Tại vì nói chung ở tầm này thì hơn nhau là ở Ngọc thôi. Và cả kỹ năng tính tên, nhưng mà tính tên thì các bạn cũng thấy rồi, Cú khá là phế trong cái việc mà tính sát tên được. Cho nên là các bạn cũng thông cảm giùm mình ha. Thì mình chủ yếu là bắn cho mọi người xem vui thôi. Và bao nhiêu cay đắng thì mình phải chịu hết các bạn, rất là tức. Đấy, lại tiếp tục bò sát màn hình. Thì đây là một pha ném chay chạy Ngọc hạt nhân. Sau khi nãy cứ thấy bò sát vào rồi mà ta. Thì đây là một pha ném chay nha. Tại vì 15 góc mà cú tính nhầm nha các bạn. Cú tính nó ra đến 20 rồi. Chán thiệt sự. Bây giờ là mình sẽ bay sang để bâu. Nhưng mà không biết là có được chạy ngọc gì hay nữa không đây. Không biết bâu có chuẩn hay không đây. Thì đây là một pha full dam vào bâu chạy ngọc hạt nhân nha các bạn. 5.000 máu cho một tia. Và pha khá may mắn cho cú rất là nhiều pha rick. Nếu như khi nãy gặp Gino mà được hên như thế này thì có sẽ có động lực hơn. Thật sự gặp anh Gino cái bao nhiêu ngọc nó lép hết trơn mọi người. Toàn phết thiệt, đúng là cái ngọc ngu dốt thiệt chứ. Tiếp tục là gặp bạn Mix1211 nha. Toàn là mình khỏi sướng không mà mọi người. Toàn phết thiệt chứ. Mình bỏ 200 lượt luôn cho các bạn xem. Không kích nộ nữa, thật sự mình sẽ không kích nộ nữa nha. Đây là một pha câu kéo hạt nhân nha các bạn. Cú bay sang bâu thì lại sợ bạn ấy miễn kháng nữa chứ. Toàn phết nhờ. Bỏ luôn. Đéo bắn, nghỉ luôn. Mình mới vừa chạy miễn cán rồi cho nên là mình sẽ không dám đá động tới bạn 40 ấy. Để không thôi bạn ấy có bâu thì chúng ta lại sắp mặt lờ nha các bạn. Đấy, hay phết. Đây là những cái pha mà các bạn đừng nghĩ là nó tầm thường nha. Đây là những pha câu hạt nhân ấy. Nếu như may mắn các bạn nổ hạt nhân là vẫn kết thúc đối thủ của chúng ta rất là gọn khô luôn. Đấy, mạnh phết chứ có yếu gì đâu. Bỏ luôn, cho bạn ấy bắn luôn ấy, thật sự. Cứ khóa, cứ phong ấn liên tục đi. Mình để cho bạn ấy bắn đến khi nào mà mình chết thì thôi. Thật sự mình không bao giờ mình kích bâu đâu các bạn. Trừ khi mình qua mình bâu miễn kháng thì mình chịu. Chứ mình không bao giờ mình... không bao giờ mình kích bâu cho bạn 40 này đâu. Đấy, coi coi. Sao không phong ấn nữa nhờ. Bây giờ thì cũng sẽ bay sang nha các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ không bị miễn kháng úp sọt nha. Thank you.
Thì đây là một pha bao đầu của mình. Và khá ok khi mà bạn ấy không nổ miệng kháng nha. Chứ nếu không thì toang rồi. Bây giờ thì cũng đã 20 phút rồi, thì chắc là Cú cũng sẽ ngưng video tại đây. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì bạn nào cần nạm mốc, cần tìm nick, các bạn liên hệ với Cú. Và các bạn cũng đừng... Và Cú sẽ đi bắn nốt những trận còn lại. Và những trận hay thì chắc chắn là Cú sẽ quay lại và up một cái video riêng sau cái giải ngôi sao này ha các bạn. Thì xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành.